thần kinh vi thần kinh vi cái nhỏ xíu này này mà đến bây giờ vẫn tê đây này, chỉ vì củ khoai lang nhá. Các bạn đừng có, đầu tiên giờ các bạn muốn chắc ăn thì các bạn phải tạo cho nó một cái mặt phẳng với các bạn, hiểu không? Khi giống như cô dạy các bạn bào đu đủ ấy, em tạo cái mặt phẳng này đi thì em ít khi bị rủi ro. Tạo văn phẳng để ấn tay này thì không cái ngón nào nó có nguy cơ hết. Bi tào. Máy cào đó. Cạo gì? Có thừa. Các bạn cắt cái củ khoai như thế này. Tí mình xếp vào khuôn. Con sống không cô? Được rồi. Chống xe xe đó. Ủa vậy hả? Ừ. Chống gì? Người Nhật người ta còn ăn bạch tuộc sống, cá hồi sống, có gì đâu. Đây là chỉ rau củ quả thì nó thành. Nói chung mình nhai vậy. Đâu có đạm đâu mà sợ nhiễm tròn. Xem cái khoai nó ngọt không. Cái này tí mình xếp vào khuôn nó giống như cái hàng rào á.